Xin mến chào quý vị và khán giả đang xem trên kênh Nhà đẹp và thiết kế. Hôm nay mình lại muốn giới thiệu đến quý vị và khán giả một mẫu biệt thự nhà vườn mái Nhật 2 tầng hình chữ L. Ngôi nhà này do bên mình đến tư vấn phong thủy và thiết kế cho nhà anh Mạnh có địa chỉ ở tại Yên Dũng, Bắc Giang. Đó. Và đây là hình thức của ngôi nhà. Đó. Cũng như là bên ngoài mặt tiền. Đấy. Và sau khi là bên mình đến khảo sát đất cũng như là đã về lên mặt bằng công nhận năng và lên 3D. Và bây giờ thì ngôi nhà đã hoàn thiện xong hồ sơ bản vẽ. Thì mình chia sẻ cho quý vị và khán giả nào đang chuẩn bị làm mái Nhật 2 tầng để có video tham khảo. Đấy. Ngôi nhà được thiết kế với phong cách hiện đại rất là trẻ trung, phù hợp cho rất là nhiều bác hiện nay đang thích cái mẫu phong cách này. Đó. Với một tông màu trắng thuần khiết và bên trên mi mái được điểm nhấn bằng một màu cà phê cháy. Bên dưới chân tường thì được ốp gạch đá đen để ngôi nhà có tăng điểm nhấn và đẹp hơn. Đó. Và quý vị nào thấy ngôi nhà này đẹp hãy cho mình xin một nút thích video và một nút đăng ký kênh nhé. Đó. Bên ngoài hình thức rất là đơn giản đúng không quý vị? Đó. Nhưng mà nó tạo lên cái không gian bên ngoài mặt tiền đã thấy rất là đẹp và nổi bật rồi. Đó. Và đây là hình ảnh bên trên hệ mái nhìn xuống. Đấy. Và đây là khi mà quý vị nhìn từ bên trên hệ mái nhìn xuống thì sẽ thấy tổng quát được sân vườn cũng như là chòi cà phê và nhà chính. Đấy. Với ngôi nhà này thì thiết kế theo hình chữ L như vậy thì quý vị còn một cái khoảng sân rất là rộng để quý vị có thể làm sân vườn cũng như là chòi cà phê và khu để xe, và vẫn còn khoảng sân rất là rộng để chúng ta vui chơi phía ngoài sân nữa. Đó. Và quý vị nào đang chuẩn bị làm nhà mà có nhu cầu tư vấn phong thủy và thiết kế nhà đẹp cũng như là có nhu cầu tham khảo bản vẽ các mẫu nhà thì xin liên hệ số điện thoại mình để góc trái phía màn hình quý vị nhé. Đó. Và đây là hình ảnh nhìn từ phía sau của ngôi nhà này. Và đây là lối cửa để đi ra khu sân ướt cũng như là bếp phụ phía ngoài. Đó. Và đây là hình ảnh mặt tiền chính giữa của ngôi nhà. Đó. Quý vị thấy ngôi nhà hình chữ L này có đẹp không ạ? Đó. Đấy, các bác nào đang yêu thích cái mẫu chữ L này, bác có thể dừng lại video và chụp lại màn hình để có thể tự triển khai luôn. Bây giờ mình xin phép vào chia sẻ cái không gian và công năng bên trong ngôi nhà này. Ngôi nhà này thì đang có chiều rộng mặt tiền là 12,5 m và chiều sâu của ngôi nhà đang có là 11,5 m quý vị nhé. Đó. Vào đến không gian chung, đấy, chính giữa sẽ là nội minh đường và phía bên tay trái sẽ là không gian phòng khách. Và ngôi nhà này được thiết kế hậu cung này quý vị. Ba không gian này thì đang có tổng diện tích là 53 m² quý vị nhé. Đó. Đến không gian tiếp theo. Đấy. Ở vế cao của cầu thang thì bên mình có thiết kế cho anh Mạnh là mở một lối cửa để đi ra khu vực bếp phụ đây quý vị này. Bếp phụ phía ngoài ạ. Đó. Phòng ngủ số 1 đang có diện tích tổng là 13,79 m². Và cạnh phòng ngủ số 1 sẽ có vệ sinh chung phía dưới tầng 1. Phòng ngủ số 2 thì đang có diện tích tổng là 11,18 m². Đó. Và đấy là toàn bộ không gian và công năng phía dưới tầng 1. Bên trên tầng 2, đi lên tầng 2 thì sẽ là không gian sinh hoạt chung. Không gian sinh hoạt chung này thì đang có tổng diện tích là 31,10 m². Phòng ngủ số 4. Phòng ngủ này thì đang có diện tích tổng là 11,18 m². Đấy. À, đây là phòng ngủ số 3 quý vị nhé. Phòng ngủ số 3 này thì đang có diện tích tổng là 13,79 m². Đó. Và cạnh phòng ngủ số 3 thì có vệ sinh chung trên tầng 2 này, vẫn thẳng với trục vệ sinh dưới tầng 1. Phòng ngủ cuối cùng, phòng ngủ này thì đang có diện tích tổng là 14,86 m². Đó. Vậy là ngôi nhà này thì có 5 phòng ngủ. Và cạnh phòng ngủ số 5 thì có một khu phơi trên tầng 2. Đấy. Khu phơi này đang có diện tích
là 44.62 mét vuông đó. Và đấy là toàn bộ công năng phía trên tầng 2 cũng như là toàn bộ công năng của ngôi nhà. Bây giờ mời quý vị và khán giả cùng xem hình ảnh mô phỏng 3D phía trong không gian ngôi nhà đó. Và đây là phòng ngủ, hai phòng ngủ phía dưới tầng 1 quý vị nhé. Đấy, vệ sinh chung, phòng sinh hoạt chung, đấy, phòng khách, phòng thờ đấy ạ. Trên tầng 2 là phòng sinh hoạt chung quý vị nhé. Ba phòng ngủ đấy, vệ sinh ạ, khu phơi quý vị nhé. Đó. Và đấy là toàn bộ công năng của cái mẫu 2 tầng hình chữ L này. Quý vị nào đang yêu thích mẫu nhà này thì hãy dừng lại video để cho mình một nút thích video và một nút đăng ký kênh cũng như là một nút chia sẻ video để nhiều người có mẫu nhà này. Xin chân thành cảm ơn quý vị và khán giả. Và đặc biệt quý vị nào đang chuẩn bị làm ngôi nhà mái Nhật 2 tầng hình chữ L, có nhu cầu tư vấn phong thủy và thiết kế nhà đẹp thì xin liên hệ số điện thoại trên màn hình của mình. Và quý vị có nhu cầu tham khảo bản vẽ các mẫu nhà thì cũng xin liên hệ số điện thoại trên màn hình của mình nhé. Xin cảm ơn quý vị và khán giả rất là nhiều.